thân làm im như bước thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên sát thủ mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không mua tấm hình, không một tấm địa chỉ, anh chẳng thể lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại gian đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Anh giải phóng quân ai, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên tán lá mùa xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.